This call is now being recorded. Ok, record rồi nhá. May quá, cảm ơn Điển nhá. À, rồi ok, à, vậy link lại một lần một xíu cái chỗ đoạn đầu nhá. Cái mô hình Arirai này là cái mô hình mà được triển khai ở rất là nhiều công ty hiện tại bây giờ để nó đáp ứng được cái phần mềm của mình, nó được triển khai rất là nhanh cho khách hàng. Và ở đây người ta sử dụng là mindset Agile, cái tư duy linh hoạt thay vì người ta gọi là mô hình Agile nha. Vậy thì cái Agile trong testing của mình nó như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ đi vào ngày hôm nay ha. Rồi, cái phần đầu tiên này á là mình nói về cái vấn đề là mình Linh vừa giới thiệu rồi đấy, là cái mô hình Agile là cái mô hình linh hoạt. Nó là cái mindset, là cái tư duy linh hoạt để tạo ra cái phần mềm, tạo ra cái actual value, là cái giá trị thực tế mà mình mang lại cho khách hàng. Giống như là mình thôi, mình đi làm, mình cũng mong muốn rằng là gì, mình thuê ai đó làm cho mình, mình cũng mong muốn là người ta mang lại cái giá trị thực tế cho mình, đúng không? Thì tương tự mình làm với phần mềm cũng thế, mình test cũng như vậy. Và khách hàng luôn luôn mong muốn nhận được cái giá trị thực tế từ mình, thay vì mình làm tuân thủ theo hợp đồng này. Thì bây giờ nhưng mà cái hợp đồng nó gì? Nó kết thúc đấy, nó xong đấy, nhưng mà chưa chắc thì khách hàng đã sử dụng phần mềm mà đã hợp, đã ưng ý, đã đáp ứng cái value của người ta đó. Cho nên mình thường xuyên phải đi release ra cái phiên bản phần mềm theo các cái chu kỳ vòng lặp rất là ngắn để gì, khách hàng xài, nhận xét và phản hồi sớm cho mình, chứ không đợi đến lúc nào gì cả cái hệ thống phần mềm của mình làm xong rồi thì mới bắt đầu đưa cho khách hàng, thì lúc đó nó rất là trễ để mà thay đổi. Và hay nữa là nếu mà nó có thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến phần mềm, và nó ảnh hưởng đến cả tiền bạc nữa ha. Đó, và nhiều khi ảnh hưởng đến kinh tế của khách hàng nữa. Ok không? Rồi nè, hôm nay chị muốn chia sẻ về ba cái content ha. Cái content đầu tiên ấy, là nói về Agile Manifesto, là cái tuyên ngôn của Agile là cái gì. Cái thứ hai là liên quan đến cái gì, cái Scrum process, là cái quy trình trong một cái dự án mà triển khai theo cái Scrum thì nó như thế nào. Sau đó phần cuối cùng sẽ là Q&A ha. Là cái gì? Cái Agile Manifesto này ấy, thì mọi người có thể đọc trong cái quyển sách Agile Testing ấy, của ITQB nhé. Thì ở đây nó có bốn cái giá trị. Thì đầu tiên là giá trị gì? Nó liên quan đến cái sự cá nhân, cái sự tương tác, nó hay hơn là cái sử dụng cái tool á. Chào chị xin. Hello, bạn cười nha. Cho chị một xíu. Ở đây á, cái hình thứ hai là gì, cái phần mềm làm việc á, có nghĩa là giống như mình đưa cho khách hàng mà cái phần mềm đấy nó hoạt động được, nó sẽ hay hơn với lại cái document á. Đó, theo cái mô hình truyền thống thì mọi người sẽ yêu cầu gì, cái tài liệu nó rất là chi tiết đó, nó rất là cụ thể, nhưng mà khi mình làm ra rồi cái phần mềm mà theo cái tài liệu đấy chưa chắc nó đáp ứng được với lại cái mong cầu của khách hàng, cái nhu cầu của khách hàng đó. Rồi cái ý thứ ba của mình là gì, cái sự mà mình hợp tác, collaboration, là cái sự hợp tác với khách hàng nó hơn là cái việc là tuân thủ cái hợp đồng. Có nghĩa là hợp đồng của mình á, mình mong muốn là đúng thế này mình ra được đó, và khách hàng cũng mong muốn là như thế, nhưng mà trên thực tế nó có cái sự thay đổi thì mình nên hợp tác với khách hàng hay hơn là mình sẽ tuân theo. Ví dụ ok đi, mà mình làm xong một cái requirement từ bên kia đúng không, xong rồi cái requirement thì nó có sự thay đổi, thì mình bảo khách hàng là gì, tôi đã ký cái hợp đồng với anh đó, là nó là cái yêu cầu A này, bây giờ anh đổi ra qua B, tôi không đồng ý mà tôi vẫn cứ làm theo yêu cầu A cho đến finish, để khi mà tôi lấy được cái tiền của hợp đồng A rồi tôi mới bắt đầu chỉnh sửa theo hợp đồng B. Thì mình thấy là nó có bị vấn đề không? Nếu mà mọi người là chủ doanh nghiệp, mọi người là cái người mà thuê làm phần mềm, thì mọi người có đồng ý với cái cách giải quyết đó không? Đó, thì ở đây người ta mới nói là khi mà khách hàng thay đổi, không phải là người ta muốn thay đổi một cách bất ngờ đâu, mà gì, mà ở đây là do ý rằng là cái
cái thị trường á, cái thị trường á, cái mong muốn á, cái nhu cầu thực tế về việc sử dụng cái phần mềm đấy là người ta mong muốn thay đổi để mang lại cái value cho thực tế nhiều hơn. Đó, cho nên mình lên hợp tác với khách hàng để ví dụ mình có làm cái hợp đồng A đến một cái giai đoạn nào đấy rồi mà bây giờ khách hàng thay đổi thì mình sẽ đánh giá giúp với khách hàng rằng là ok, tôi đồng ý nếu thực tế như thế này thì cái thời gian để mà chuyển mình có thể lấy cái gì, mình có thể lấy những cái gì mà mình đã xây dựng cho hợp đồng A qua hợp đồng B thì ok, thì mình sẽ bỏ cái khoản tiền đấy ra đúng không? Nhưng cái phần gì mà không thể lấy qua được thì tôi sẽ gì? Tôi phải tính tiền riêng chẳng hạn, và cái thời gian của mình nó có xử lý khác nhau. Đó thì lúc đấy khách hàng sẽ happy với mình hơn là cái việc tuân thủ hợp đồng kia là mình cứ đẻ ra phần mềm và mình lấy tiền mà cái phần mềm đấy khách hàng lại không xài được. Ha. Rồi, cái cuối cùng là liên quan đến cái việc sự thay đổi, cái sự thích nghi, cái sự thích nghi cho cái sự thay đổi. Thì cái này đối với Agile, đối với cái mô hình truyền thống thì mình không có welcome với sự thay đổi mà mình yêu cầu họ theo hợp đồng. Còn đối với cái gì nhỉ? Đối với cái mô hình Agile này thì mình mong muốn là gì? Mình sẽ thực hiện là welcome cái sự thay đổi. Đó, giống như là thực tế thôi, bản thân mọi người cũng đều có cái kế hoạch của cá nhân đúng không? Nhưng khi mọi người triển khai cái kế hoạch đó, khi mọi người thực hiện cái kế hoạch đó thì mọi người thấy cái gì? Không, cái kế hoạch này tôi cần update để tôi gì? Để tôi thực hiện tốt hơn. Khách hàng cũng vậy. Cái yêu cầu của tôi khi mà đưa ra cho thời điểm A nó là như thế này, nhưng đến thời điểm hiện tại này, cái nhu cầu thực tế về cái sử dụng phần mềm đấy nó có cái sự thay đổi, nó khác với cái những cái gì mà tôi đã nghĩ từ lúc trước, tôi lên kế hoạch từ lúc trước, vì thế mà tôi cần thay đổi. Đó, thì ở bên này, bên Agile Manifesto là người ta welcome, người ta chào đón cái sự thay đổi, bởi vì sao? Cái sự thay đổi đấy nó mới mang lại cái giá trị mà người ta đang cần ha, nó khác với mô hình đó. Cho nên là gì, đôi khi á, mọi người làm thực tế, tại sao chị lại nói về cái bốn cái tuyên ngôn của Agile này, bởi vì sao? Khi mà thực tế mọi người đi làm tester nhá, nhưng mà BA team là cái người nhận requirement, là cái người viết được requirement. Hello anh Lê, hello Ngọc Hải nha. Ok mình tiếp. Nhưng mà thực tế thì sao? Cái người mà người ta viết ra đấy là người ta gì? Đôi khi người ta cũng có sự thiếu sót. Đó, cho nên mình gì? Cái việc của mình là mình không lên phàn nàn ha. Cái việc của mình không nên phàn nàn về cái user story nó như thế này như thế kia, mà mình nên contribute là mình đóng góp cái value. Có nghĩa là đối với trường hợp này nè, chị thấy là nó đã xảy ra rồi. Đó, và cái trường hợp này thì mình nên là như thế này. Đó, mình hạn chế sử dụng mấy cái từ gọi là bắt buộc, bởi bản thân mình thôi mình cũng không mong muốn là người khác bắt mình phải làm cái gì đúng không? Mà người ta mong muốn là mình lên theo cái hướng là khích lệ động viên thì ok hơn. Cũng như là khi mình tìm thấy mức ở trong cái gì? Ở trong cái phần mềm hay ở trong cái requirement của BA team ấy, thì mình lên gì? Thay vì mình nói là bug nè, ok chưa? Thì cái đôi khi là cái team kia là người ta giống như mình ấy, bản thân mình bị hay tìm lỗi ấy, không được happy lắm. Đó, thì mình có thể chuyển qua, ôi may quá là chị tìm thấy bug sớm này, vậy là team mình đã tìm thấy bug sớm và không để bug đến tay của khách hàng. Đó, thì ở đây mình đóng vai là gì? Cả cái team mình cùng chạy chứ không riêng gì cá nhân. Đó, để mà có một cái phần mềm nó đi ra được với khách hàng thì cả cái team đấy đều ok, chứ không phải là QA team làm rất là ok nhưng mà kết cục là gì? Đưa ra phần mềm cho khách hàng thì khách hàng vẫn không xài được. Hoặc là mình verify hết sức đấy, nhưng mà sao? Nhưng mà ra khách hàng thấy khách hàng vẫn thấy không ok. Ha, tôi ở đây mình tập trung mình làm việc cho Agile là mình làm việc cho team. Mình nên giao tiếp là mình sẽ giao tiếp cho team. Ví dụ team QA làm cái này và team QA thấy là team developer nên như thế này chẳng hạn. Đó, và mình contribute trực tiếp. Ở đây là mình không gì? Mình không nên tập trung vào cái cá nhân của con người, bởi vì khi mà cá nhân bị đánh giá thì người ta thường hay xấu hổ và làm cho cái động lực của người ta bị đi xuống. Ok không? Thì mình nên theo kiểu khuyến khích động viên góp ý trao đổi cho nhau thì tốt hơn. Đối với Agile team ha, và mình welcome cái sự thay đổi. Cũng như là gì, ở đây người ta nói luôn là cái gì, cái phần mềm làm việc hay hơn là cái tài liệu. Đó, cho nên ở đây là gì, mình tập trung vào cái việc tương tác giữa các cá nhân để mà mình đưa ra cái phần mềm làm việc tốt nhất, chứ thay vì mình đi theo một cái process, một cái tool rất là cứng nhắc nhé. Chỉ ví dụ đơn giản là
khi mà bọn em thấy một cái team dev, team team gì, team dev người ta làm xong một cái, người ta bảo là chị con này em làm xong rồi, nhưng mà chẳng may là người ta gì, người ta chưa kéo nick verify chẳng hạn đó, thì mình cũng bảo là không, chị phải đợi em kéo, bao giờ em kéo nick verify rồi thì chị mới thực hiện kéo nick, trong khi đó thì người ta cũng rất là đang bẩn đó, hoặc là người ta đang bị ốm hay người ta bị cái gì đấy mà em chưa kéo nick, thì lúc đấy mình nên gì, mình nên linh hoạt. Đúng theo cái từ Agile luôn, mọi người lên linh hoạt. Khi mà mọi người càng linh hoạt bao nhiêu thì mọi người càng đáp ứng được cái nhu cầu thực tế của cái công ty. Bởi vì mỗi công ty sẽ có các process khác nhau, có style viết test case khác nhau, mặc dù nó cũng có các thành phần cơ bản đấy ha. Và mỗi người checklist người ta cũng có những style khác nhau ha. Mình lên thực hiện đúng theo cái Agile, đó là cái sự linh hoạt của con người của mình, để mà đáp ứng đối với cái phần mềm này, để đáp ứng đối với cái phong cách, đối với cái policy của cái giống như cái chính sách á, hả, cái chính sách chung của cái công ty luôn. Có những công ty thì yêu cầu người ta rất là thoải mái bây giờ làm 9 giờ làm, nhưng có những công ty thì sao, không, bắt buộc 8 giờ. Thì chẳng lẽ mình cũng bảo là ngày xưa tôi làm công ty cũng là 9 giờ, bây giờ tôi cũng là 9 giờ thì chắc chắn bạn sẽ bị out khỏi công ty rồi, đúng không? À, ok, nói về cái Agile Manifesto đến đây thôi nhé. Để nhắc cho mọi người là khi mà mình làm với Agile thì mình hết sức là linh hoạt. Hết sức là linh hoạt. Và đây chị muốn nói thêm một cái gì, cái ở đây nó có chia làm hai cột này đó, cái liên quan đến cái gì, cái sự tương tác giữa các cá nhân đó, nó hay hơn là cái sự process và cái tool, đi theo cái sự cứng nhắc của cái quy trình của cái tool đó, rồi cái phần làm việc, cái phần mềm làm việc nó hay, nó hay hơn là cái việc cái tài liệu rất là chỉnh chu á. Rồi, cái này là mình hợp tác với khách hàng hơn là cái việc tuân thủ cái hợp đồng một cách cứng nhắc ha. Cái này là gì, qua con cái sự thay đổi hơn hơn là phải mình follow một cái plan cứng nhắc của mình từ đầu đến cuối. Thì đây có một câu là gì, cái phía bên trái này nó có giá trị hơn cái bên phải, nhưng không có nghĩa là cái bên phải không có giá trị. Ok không? Có nghĩa là gì? Bây giờ làm một cái mình test một cái user story mà kêu là tôi không có requirement, vậy thì test cái gì? Đúng không? Có nghĩa là ở đây mình ưu tiên cho cái phần mềm làm việc hơn là cái document, chứ không có nghĩa là không có nghĩa là hời hợt. Ok không? Tương tự cái process này cũng thế, cái quy trình khi mà mình thực hiện do là một cái team và mình thấy rằng là cái vấn đề này nó hay xảy ra này, và mình tạo ra được một cái quy trình làm sao cho nó gì, nó maximize những cái dư thừa đi, bỏ vợ những cái dư thừa đi và tối ưu những cái cần đó, thì mình nên tạo ra một quy trình ha. Nên tạo ra một cái quy trình, bởi vì cái quy trình khi mà mọi người làm nó sẽ tạo thành thói quen của mọi người, và khi đấy thì nó sẽ giảm được rất nhiều cái thời gian và cái việc review của mọi người cho vấn đề testing ấy. Ok không? Nha. Ý ở đây người ta là cái bên trái quan trọng nhưng cái bên phải quan trọng hơn, chứ không có nghĩa là cái bên phải không quan trọng nha. Ok chưa? Rồi mình đi tiếp nha. Rồi cái phần này là chị sẽ chia sẻ về cái đây, cái này là cái liên quan đến Scrum Process, là cái quy trình mà mình thực hiện trong trong dự án Agile á, theo cái Scrum ha. Nó có những cái khác nữa nhưng mà chị chỉ nói về Scrum thôi, bởi vì Scrum nó là cái khá là chung, triển khai rất là nhiều công ty, và nó cũng là cái mà bình thường mình sẽ xài nhiều ha. Còn Kanban ấy thì cũng có nhưng mà sẽ ít. Kanban sửa xài khi mà mình cái tiến độ của dự án á, nó bị chứng lại và cái yêu cầu requirement của mình nó ít đi ha. Từ từ bây giờ trước khi mà đến nó thì chị sẽ chia sẻ một số cái mà nó liên quan đến cái thực tế ha, cho chị rồi. Rồi chị thấy nó đang bị mất một cái, nhưng mà thôi không sao, ok, mất thì mình nói thế chay ha. Rồi thì ở đây chị nói những công việc của một cái sprint của mình á, một cái sprint của mình á, nó giống như một cái vòng lặp á ha. Bình thường là mình cứ là 6 tháng mình mới triển khai một lần đó, thì bây giờ mình biến cái 6 tháng đấy thành những các cái phần nhỏ hơn. Ví dụ 6 tháng mình chia đôi là 3 tháng đó, 3 tháng mình chia tiếp ra là 1 tháng, rồi 1 tháng mình chia tiếp ra là 2 tuần. Thường một sprint của mình sẽ là 2 tuần nha cả nhà. Ok không? Thường một sprint của mình là 2 tuần nha. Cái này chị đang
Chị đang thấy nó sai này, thế chị sửa cái con. Thôi được rồi, không sao. Đi tiếp đi, chị sửa để mất thời gian của mọi người. À, cái buổi grooming ấy, thì bình thường là một cái gì? À, khi mà một cái spring của mình khoảng thường là 2 tuần nhé. Nhưng mà có những khi mà cần gấp thì spring của mình sẽ có thể là 1 tuần. Đó, còn có những cái hệ thống mà lớn ấy, thì cái việc release của người ta là nó theo ngày luôn đấy, đấy cả nhà. Đó, khi mà release theo ngày thì nó sẽ đòi hỏi cái việc automation test nhiều hơn á. À, cái buổi grooming là gì? Khi mà BA team là cái đội mà viết ra yêu cầu, viết ra cái requirement ấy ha, cái tài liệu yêu cầu, tài liệu đặc tả của mình á, người ta sẽ viết ra các cái user story cần làm trong cái sprint xong, thì người ta sẽ có một cái buổi grooming, cái buổi mà mình sẽ tập hợp cả cả cái đội dự án vô một cái phòng họp. Sau đó mình sẽ triển khai rằng là ok, cái mục tiêu của cái sprint này mình làm về cái gì đó, để mình focus vào cái mục tiêu chính. Sau đó thì BA team sẽ trình bày ha, trình bày lần lượt các cái user story mà mình làm theo cái thứ tự mà người ta đã sắp xếp rồi. Hello Thiện nhé. Theo cái thứ tự mà người ta đã sắp xếp rồi ạ. Sau đó thì trong cái buổi grooming đó là các bên, cả cái developer này, tester này, BA team cùng review cái story đấy, cùng nắm cái story đấy xem có vấn đề gì không. Nếu có vấn đề gì mình sẽ trao đổi luôn. Cũng như là thông qua cái buổi này thì mọi người sẽ có tất có cái overview của tất cả những cái mà mình làm trong cái sprint tới ha. Và ở đây chị có một cái note, cái lưu ý cho mọi người khi mà tham gia buổi grooming. Có nghĩa là mình tham gia, ok là mình mang cái người mình tham gia vào buổi họp rồi đấy, nhưng mà mình cần phải hiện diện ở bên trong buổi họp đó. Bởi vì có nhiều người thì cảm giác là mình chỉ là member mới, mình là junior, mình là fresher. Cho nên đôi khi thì ok, cái vấn đề mà focus vào cái buổi grooming này mình để cho test lead làm đi. Đó, tính nó test lead giao cái gì thì mình làm thôi. Đó, với nếu mà với cái tư tưởng đó thì mọi người sẽ không đi lâu dài và sẽ không phát triển được trong cái này, trong cái lĩnh vực tester. Ha. Khi mà mình tham gia cái buổi grooming, mình phải hiện diện 100% ở đó. Mình phải tập trung cho cái vấn đề người ta đang trình bày, sau đó mình thực hiện review luôn. Bởi vì khi mà mọi người review ngay từ trong thời gian này là mọi người đã tiết kiệm được một phần thời gian khi mà mình write test case luôn. Cũng như là khi mình excuse, mình có khả năng gì confirm sớm hơn về các cái vấn đề, tìm ra các cái bug ở requirement sớm hơn, tìm ra những cái impact mà BA team chưa tìm ra. Và ở đây cũng có thể là thời gian để mọi người thực hiện gì? Review tính in the story luôn nha. Mình có test tĩnh và test động đúng không? Đó. Và hai nữa, để mà có được cái overview này ạ, là bản thân chị ấy, chị share bản thân chị ấy, là khi tham gia grooming là chị luôn có một quyển vở. Đó. Khi mà mọi người lên, mọi người muốn làm list hay là mọi người muốn làm một cái vị trí cao hơn thì mọi người cần phải quản lý được những cái vấn đề đó đúng không? Để tránh trường hợp gì? Sau cái buổi grooming ấy, thì thực ra là cái não của mình nó làm việc trong vòng 24 giờ nó sẽ bị quên những cái mà mình không học lại á. Đó, cho nên là mọi người check note để mọi người tận dụng được cái check note của mọi người không bị mất thời gian nhiều để thực hiện review cái tất cả cái user story cần làm trong sprint luôn. Là chị tham gia grooming là luôn có một quyển quyển sổ, là chị sẽ ghi ok cái này. Và trong cái buổi grooming này là mình sẽ gì? Thực hiện tìm bug luôn. Thực hiện check note những cái data mà mọi người theo mọi người là sẽ tìm đẹp có thể miss trong cái đợt code luôn. Và mình hoàn toàn có thể raise lên trong team trong cái đội buổi grooming này là có một cái cây này này đó. Theo chị là không biết là mọi người biết chưa nhá, nhưng mà chị thấy mọi người lên lưu ý chẳng hạn, đó là mình inform luôn để gì, để team dev cũng nắm được luôn. Và khi họ nắm được luôn thì họ sẽ code đúng không, mà họ code được rồi thì hạn chế bug cho mình ha. Cho nên cái buổi grooming đối với chị là cái buổi mà chị vào là chị sẽ tận dụng thời gian của nó đó, chứ chị không xem cho có rồi ít bữa nữa là lại phải ra kia review một lần nữa. Rồi sau đó tí nữa khi mà mình chia sát cho team member á, hoặc là khi mà gì member đã làm xong rồi thì bọn em lấy cái list mà bọn em đã take note này này. Bọn em chỉ cần xem một lượt là bọn em có thể chạy hết được cái user story mà bọn em không cần đọc lần lượt từng user story luôn. Ha. Đó, là khi mình do cái buổi grooming nha cả nhà. Rồi, trong cái buổi sau khi grooming xong rồi á thì mình sẽ đến một cái là sprint planning. Đó là mình lên kế hoạch ở đây ấy, thì ở đây là chữ planning nhé, mà chị viết thiếu mà chị chưa sửa đâu. Mình sẽ thực hiện là gì? Có công ty thì thực hiện đánh theo giờ, có công ty thì thực hiện đánh theo boy ha.
Theo giờ thì mọi người biết rồi là cái story đấy thực hiện bao nhiêu giờ đó. Nhưng mà thường bây giờ người sẽ đánh theo boy. Tại sao người ta đánh theo boy? Cái boy á, nó là cái độ phức tạp của cái story đó. Đó, ha. Và cái độ phức tạp á, thì nó giống như đơn giản này. Chỉ ví dụ ha, có một cái độ phức tạp vẫn là giống như là cái giá trị thực á, cái giá trị thực của cái user story đấy mang lại ha, cái giá trị nét á, ha, là giá trị thực này. Chỉ ví dụ này, khi mà đánh giá theo giờ á, thì có những cái mà mình làm nhiều giờ nhưng mà chưa chắc cái value mang lại thực tế nó đã nhiều đó. Còn cái boy này nó giống như là một cái mảnh đất của mình á, mảnh đất á. Ha, mình có mua nhà mà đúng không? Thì cái mảnh đất của mình á, giá trị thực, ha, giá trị thực mà mình mà giống như cái tiền thật của nó là ví dụ như là 1 tỷ chẳng hạn đúng không? Nhưng mà cái giá trị mà theo giờ á, thì giống như giá trị mà người ta đã marketing lên rồi á, nó có thể lên 1,5 tỷ chẳng hạn. Đó, nhưng mà cái thực tế của nó thì nó không bao giờ thay đổi được. Cái độ phức tạp á, thì nó sẽ không bao giờ thay đổi nha. Nhưng mà cái giờ thì nó có thể bị thay đổi, được chưa? Ví dụ như cái bạn mà là fresher đó, bạn ấy sẽ làm gì nhiều giờ hơn, nhưng mà cái value thực tế của story này mang lại thì nó cũng chỉ có thế thôi đúng không? Đó, nhưng mà đối với cái bạn mà gì senior đó thì bạn ấy sẽ làm rất là ít giờ hơn rồi, nhưng mà cái value thì nó cũng là như vậy thôi. Cho nên là khi mà mọi người quy cho cái boy này này thì nó giải thích một câu chuyện giống như là khi mà mọi người làm lâu năm rồi á, thì mọi người làm có 2 tiếng thôi ạ. Cùng đồng cái story đấy, ngày xưa người ta trả lương cho bạn 100.000 đi, được chưa? Nhưng mà khi mà bạn gì bạn ngày xưa khi mà bạn fresher bạn làm hết 10 tiếng đi, người ta trả cho bạn 100.000. Khi mà bạn gì khi mà bạn lên senior đúng không, bạn cũng làm cái story đấy nhưng mà bạn hết 3 tiếng thôi đó, vậy thì người ta trả tiền cho bạn sao? Người ta lấy 100, người ta chia cho ba, trả cho bạn 30.000, bạn có đồng ý không? Không đúng không? Bởi vì cái value là cái thực tế là tôi cũng làm xong cái story đấy, còn cái vấn đề tôi làm nhanh hay tôi làm chậm là dưới cái skill của tôi, nhưng cái value tôi vẫn mang lại cho bạn cái story đấy, thì vì thế bạn cũng phải trả cho tôi 100.000 đúng không? Chứ vì mình làm nhiều năm kinh nghiệm rồi mình đã bị ít ít lương hơn, đâu có phải đâu đúng không? À, cho nên nó sẽ đánh giá thêm boy nhé cả nhà. Rồi, ở trong cái buổi sprint planning này thì mọi người sẽ estimate, mọi người sẽ đánh đánh cái boy trong user story nha. Cho Linh sạc pin cái, sorry, cảm ơn mọi người. Rồi, trong cái buổi sprint này thì mình sẽ gì mình sẽ đánh boy để ước tính ra cái tốc độ á, người ta gọi cái velocity á, là tốc độ của cái team nhà mình. Khi mà cái team nhà mình làm được ổn định một thời gian rồi ấy, thì mình sẽ thấy được cái tốc độ của team nhà mình. Ví dụ như là một sprint này thì là team dev mỗi người sẽ làm được khoảng là 50 boy hay 80 boy gì đấy, ok không? Là rồi dần dần người ta sẽ gì người sẽ tăng lên. Hello Phương Lan nhé. Người ta sẽ tăng cái boy lên, giống như kiểu là mình làm nhiều năm kinh nghiệm thì cái tốc độ của mình nó phải tăng lên đúng không? Đó, cái này là để mình thực hiện monitoring cái team của mình luôn ha. Trong sau sau cái buổi sprint planning này rồi thì mọi người sẽ chốt được rằng là trong cái dự án này mọi người làm những cái gì, và tổng thời gian, tổng cái boy, tổng cái value á, cái value mà mình mang lại là bao nhiêu boy tương ứng ha. Rồi sau cái buổi sprint này rồi thì gì giống như chị có take note cho mọi người đúng không, là sau cái buổi này thì mọi người sẽ nhận được một cái danh sách các cái function đúng không, danh sách các function, danh sách các cái tính năng mà mình sẽ cần handle, mình sẽ cần phải làm đúng không. Thì khi mà mình nhận cái danh sách đấy mình làm thế nào, mình xử lý ra sao, trong cái phần take note của chị đầu tiên khi mà nhận một cái list danh sách các cái task thì mình nên làm gì đó. Thì ở đây á là gì để phối hợp giữa team dev và team test thì mọi người cần phải có cái kế hoạch để thực hiện cho cái danh sách task đó, để tránh trường hợp là gì mấy cái ngày đầu tiên á, mình cứ làm đùng đỉnh được 2-3 cái, xong đến ngày thứ sáu á, là hết sprint á, bắt đầu có một mớ task bắt đầu chạy đó, là lúc đó ta team dev cũng cực mà team test cũng cực, vì thế mình cần phải có kế hoạch cho cái vấn đề đó đó. Rồi cái vấn đề đầu tiên á, là gì BA team người ta có thể chuẩn bị được là 50 cái story trong một sprint chẳng hạn. Nhưng mà thực tế dựa trên cái velocity, dựa trên cái sự phân tích của những người checklist á, thì những người checklist cần phải chốt được trong sprint này mình làm những
cái user story nào với function là như thế nào. Mình sẽ đưa ra một cái danh sách. Cái danh sách đấy cần phải có sự sắp xếp, cần phải có cái sự gom nhóm. Ok chưa? Sắp xếp là gì? Cái nào ưu tiên? Ví dụ đi, đối với những cái user story mà người ta yêu cầu rằng này, đến thứ ngày thứ 5, thứ 6 là bạn không thể test được, bởi vì cái chat tạo ra nó bị rơi vào cái ngày thứ 7, chủ nhật, không test được. Ví dụ nó dựa vào cái deal á, cho nên cái deal của nó sẽ nhảy vào thứ 2 cơ. Ví dụ là lán của chị là như vậy đó. Thì những cái đó phải ưu tiên làm vào những ngày đầu của sprint là từ thứ 2. Để sao? Để đến thứ 3 bạn có thì người ta mới bắt đầu test được. Ok chưa? Đó, mình phải sắp xếp ưu tiên thế. Với hai nữa là gì? Gom nhóm là sao? Khi mà mình làm một cái sprint ấy, thì sẽ có những cái chức năng, những cái user story nhưng mà nó thuộc cùng một cái module, một cái chức năng chẳng hạn, hoặc là một cái phần nhỏ, một cái part, một cái session của một cái future, thì mình nên để cho một người làm cái đó. Để sao? Để người ta còn đánh giá được sự liên quan với cái user story đó, người ta đánh giá được sự impact với cái user story đó và cái khả năng review test case là có. Ok chưa? Ví dụ đi, chỉ nói là cái view cái connectivity đi ha. Connectivity của mình cũng có bốn loại đi ha, là bài tập về nhà, mà bài học này, bài tập về nhà này, bài kiểm tra này, đó, cùng là cái màn hình view. Khi mà một người viết thì người ta sẽ viết cho một cái, sau đó người ta sẽ review để người ta update nó thôi, thì sẽ hạn chế được thời gian của mình rất nhiều. Thay vì gì? Ok, view lesson này là view bài học thì cho một người, rồi view test thì cho một người, nhưng mà hai cái người đó là gì? Nhiều khi không có cùng style test case với nhau này, nhiều khi là đọc test case của người ta còn khó hiểu hơn hay cái gì đó, rồi hai người đó lại không biết là cái người nào làm trước, người nào làm sau để mà review nữa. Ok chưa? Review là cái việc tái sử dụng cái test case mà mình đã viết để thực hiện viết cái mới cho nhanh hơn. Ok không nào? Rồi, cái sự phối hợp giữa cái team test và team developer làm sao cho hiệu quả. Ok không? Thì gì? Khi mà team test người ta chốt được cái danh sách đó và người ta sắp xếp thứ tự đó, người ta gom nhóm đó theo từ đầu đến cuối, thì team test của mình sao? Cũng lên bay theo cái đó là gì? Cái nào người ta viết trước, người ta đặt trước thì mình cần phải viết test case trước, để tránh trường hợp gì? Mình đi viết cái test case ở dưới cùng, sau đó thì người ta kéo nít verify, mình không có test case để mình run. Hello Thắm nha. Rồi, mình sẽ không có test case để mình run, được chưa? Cho nên mình cần phải có sự phối hợp, sự tương tác đó giữa các cá nhân trong một cái team, thay vì mình đưa ra một cái quy trình mà mình quá cứng nhắc, được chưa? Sau khi mà mình tương tác thành công rồi, mình muốn các team tuân theo và cái quy trình ấy, và cái sự mình sẽ tự tạo ra một cái quy trình mà nó gì, nó mang lại cái value, thì lúc đó là team cứ thế mà chạy thôi, thì lúc ấy sẽ khỏe nha. Còn cái thời gian đầu ấy thì chắc chắn rồi, cái sự khác nhau giữa các cái team rồi chưa hiểu hết ý nhau chẳng hạn, nó sẽ khó hơn một tí, thì mọi người sẽ tương tác với nhau nhiều hơn ha. Rồi, cái thời gian viết test case là bao nhiêu là đủ? À, thì cái câu hỏi này á, thì ước tính trung bình của mình á, thì là ví dụ như là cái user story đấy là tổng là, thôi chị ước tính theo cái bình thường á, cái team QA sẽ làm hết tầm khoảng một nửa thời gian của team dev thôi ha, một nửa thời gian của team dev. Thì ví dụ là cái user story đấy team dev nói rằng là cần 8 tiếng đó, thì QA nhà mình test thì tầm 4 tiếng, tầm 3 đến 4 tiếng nha. Đôi khi nó cũng có sự thay đổi đấy. Có những cái là code rất là ngắn nhưng mà test rất là lâu. Nhưng mà có nha, nhưng mà thường thì là theo chị nói, 8 tiếng thì là team test sẽ là 4 tiếng. 4 tiếng, rồi sau đó thì trong cái 4 tiếng đó thì cái thời run white test case của bọn em nó tầm khoảng 3-40%. Ha, là 4 tiếng thì nó tầm khoảng 3-40%. Thì nó tầm khoảng 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi. Ha, đó, thì là cái tầm đó đó. Và cái đấy là cái chung ha. Cái chung, và mình sẽ đẩy dần lên. Và cái vấn đề viết test case của mình là khi mà mình viết thì hạn chế, để làm sao mà mọi người viết để cái vấn đề review được. Rồi cái vấn đề liên quan đến là is phải maintain ha. Cái việc is maintain ở đây là gì? Có những bạn mới ấy, thì bạn ấy viết rất là chi tiết cụ thể. Bạn ấy viết rằng là bạn phải vào màn hình login này, rồi bạn phải vào màn hình gì, màn hình gì, màn hình gì, rồi mới đến cái màn hình bạn test. Khi mà bạn viết như thế mà trên cái gì, trên cái navigation, là trên cái đường đi này, mà bạn thấy cái màn hình đó nó bị thay đổi một cái, là bạn phải update ở N test case.
Đó, và nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề mền trên của các bạn ha. À, cái việc phân chia tác như thế nào? Ở đây á, là gì? Mình khi mà các bạn có task, các bạn cần phải quản lý, chính các bạn phải là người quản lý task của các bạn trước. Đó, rồi sau đó là gì? Khi mà mình quản lý task của mình tốt rồi thì mình sẽ quản lý được xét được cái task của cái team hay là của người khác tốt hơn nha. Nhưng mà trước tiên này, ví dụ như trong cái sprint này, để mà mình lên chủ động luôn nhé, là gì? Ở trên cái board của mình đi, ví dụ là có 10 task trong sprint hoặc 20 task đi, và cái số lượng thành viên trong cái dự án của mình nó là 3 người đi chẳng hạn ha, thì mọi người biết rằng là gì? Ok, 20 thì mọi người có thể chia ra 3 người thì tầm 7 task một người. Đôi khi nó sẽ phụ thuộc vào cái sự phức tạp của từng task nữa, thì mọi người nên nên có cái gì, có cái nhìn, thì tránh trường hợp rằng gì, cứ 20 task chia cho 3 là 7. Có một bạn bán đảo, bạn ấy biết hết những cái user story, những cái enhancement về cái UI đó, cho nên mỗi test case, mỗi user story của bạn có chỉ có 1-2 test case thôi. Còn cái ông kia, ông viết mỗi user story cả 30 test case chẳng hạn, hoặc 20 test case chẳng hạn, thấy không? Cho nên là mình cái sự, thế chị nói là cái sự tương tác, hợp tác giữa các cá nhân nó hay hơn là cái quy trình như vậy đó. Ok chưa? Mọi người cần phải linh động nha, để tránh trường hợp là cứ 20 task tôi biết. Tôi biết toàn user story dễ thôi, còn thằng khó để cho thằng kia cũng là 7 task mà khó nhân răng ra. Ok chưa? Ha, mình cần có sự tương tác như thế. Và mình nên chủ động. Khi mà mình chủ động thì ít bữa nữa mình lên, mình quản lý team cũng sẽ dễ hơn rất nhiều luôn. Và khi mọi người nhận task rồi đúng không? Mọi người mong muốn là ngày mai đánh nhau, mọi người viết tất cây trong một sprint đi, thường là 2 tuần, thì mọi người viết tất cây trong vòng 3 ngày hoặc 4 ngày đi ha. Rồi sau đó thì đến ngày thứ 4, em có một kế hoạch, em cần phải nghỉ ngày hôm nay, vậy task của mọi người ai làm, cái khả năng commitment, cái khả năng cam kết hoàn thành công việc của mọi người có không, đúng không? Thì ở đây khi mà mọi người chủ động á, thì mọi người sẽ biết à, cái ngày hôm nay là ngày tôi nghỉ này, vì thế 2 cái ngày đầu mình phải dành nhiều thời gian hơn, mình phải làm nhiều thời gian hơn, mình phải tập trung hơn để mình commit cho cái task của mình. Khi mà mọi người làm được cái việc đó rồi, mọi người xin nghỉ, không ai nói gì hết. Nhưng mà gì, trong một cái dự án mà mọi người xin nghỉ, người task mọi người để cho người khác nhận đó, nhận ít thì đôi khi người ta giúp đỡ thiệt á, nhưng mà nhận hết, nhận khoảng 50% task của mình là thôi rồi đó. Chỉ đặc biệt là các bạn đang thử việc mà các bạn làm như thế thì chắc chắn là không ok để đi lâu dài với nhau nha. Đó, cái đấy đơn giản lắm. Các bạn chỉ cần đặt mình vào vị trí của tech lead này, của cái người quản lý dự án này, rồi các bạn mong muốn cái member của mình làm cái gì, mong muốn member của mình gì, làm có trách nhiệm, làm có thời gian, có kế hoạch, đúng không? Đó, có commitment, có cái sự cam kết về thời gian hoàn thành. Thì tương tự khi mà mình làm ở vị trí mới, fresher hay junior, mình vào trong công ty mình cũng phải như vậy. Thì chắc chắn thôi, người ta nhìn thấy cái sự tiềm năng, cái sự quá tốt của bạn, cái sự quá trách nhiệm của bạn, thì người ta sẽ gật đầu và đồng ý để mà mình đi tiếp. Ok không? Rồi, cái phần sprint planning này cũng như là các cái câu hỏi mà hôm nay chị có comment với mọi người á, nếu ai có câu hỏi gì thì hỏi nha. Chị sẽ đi tiếp về cái phần daily scrum, hay là người ta gọi là daily stand up meeting ấy, là một cái buổi họp đứng hàng ngày ấy, ha. Cái này trong IT của mình người ta gọi là daily stand up meeting ha. Là trong mỗi một cái team dự án thì người ta sẽ quy định cái thời gian thực hiện daily meeting mỗi ngày. Ví dụ có team thì là 10 giờ, có team thì là 11 giờ, có team thì là buổi chiều. Đó, thì mình sẽ report rằng là ngày, các câu hỏi ở trong này mình cho là ngày hôm qua bạn làm gì? Đó, ngày cái kết quả ra sao đúng không? Rồi ngày hôm nay bạn làm gì? Đó, bạn có gặp issue gì không? Bạn có gặp vấn đề gì không? Đó, đấy là 3 câu hỏi mà người ta thường hỏi nhau, người ta thường discuss để cập nhật cái tiến độ của bạn khi mà bạn làm chat như thế nào. Có một cái lưu ý là gì? Có một số bạn vào daily meeting nhưng mà chị thấy là báo cáo rất là hời hợt, báo cáo cho có, đúng không? Và cái báo cáo đó không thể hiện được cái tiến độ của bạn đang làm dự án, đang làm chat của bạn, thì lúc đó bạn sẽ bị vặn vẹo đó ha. Cho nên mình đã mong muốn là mình quản lý mình tốt này, rồi để mình có một con đường sự nghiệp tốt hơn, thì mình lên report một cách rõ ràng ha. Ví dụ như hiện tại là mình có đang có 5 task chẳng hạn, đúng không? Plan của mình là hết ngày 3 là mình xong, thì ok, cái ngày 2 ngày đầu thì mình phải biết rằng là mình phải làm xong tầm 2 task rồi, đúng không? Đó, hoặc là cái hai cái task đấy, nếu mà bạn không làm xong được mà bạn chỉ làm xong được một cái task thôi, thì bạn cũng phải nêu được cái issue của bạn là gì. Em đang có vấn đề này, vấn đề kia, và cái vấn đề này em phải giải quyết rồi, đúng không? Chứ không phải là lúc đấy em mới nêu vấn đề thì quá trễ.
cái việc này là mình gì, mình phải thực hiện là khi mà mình review hay là mình viết, mình write stay đúng không, thì mình thấy vấn đề thì mình phải gì, ai sẽ là người trả lời cho mình, ai là người để ra cái user story đấy sẽ là người trả lời cho mình discuss với cái BA, cái BA đó là gì, ở cái chỗ này này tôi thấy nó có vấn đề gì, có vấn đề chưa được rõ ràng hay là cần update thêm này, hoặc có vấn đề này nó không thể test được, nó không xảy ra được đó, thì mình confirm ngay từ ban đầu rồi. Còn cái vấn đề gì liên quan đến gì, cái bạn BA team ấy không giải quyết được cho mình, thì mình mới gì, mình mới raise lên trong cái buổi họp một cách rất là rõ ràng cái vấn đề này này chưa được giải quyết đó, nhờ Scrum Master hay là Product Manager giải quyết cho mình, ok chưa ha. Hoặc là gì, cái vấn đề này không thể test vì thế mà cái user story này nó phải cần kéo qua screen khác đó, ví dụ như hả này, thì ví dụ đi có một user story nói rằng là mình cần phải check cái gì, check cái notice ấy, nó bắn trước đây khoảng 3 tháng đi, mà hiện tại bây giờ mình mới triển khai notice, mình đâu có tạo được data cách đây 3 tháng đâu đúng không đó, thì mình phải relay cái này chưa test được này, một là chờ gì, chờ cái 3 tháng nữa rồi mình test, hay là mình phải nhờ team dev check database, hoặc là team dev phải cho mình vô database để mình check cái thời gian của trong database để nó là 3 tháng trước để mình mới test được, ok chưa. Nhưng mà nhiều khi team dev bảo là không, vấn đề database team dev không được vô đó, thì mình sẽ relay lên với product manager để người ta nói rằng là ok, nếu mà không cho vô thì team dev sẽ là người check database, hoặc là product manager bảo có cái gì đâu mà không được vô, team dev cung cấp account cho team dev tự vào để check data và test ha. Đó, đấy là vấn đề daily scrum ha. Tiếp này, có một cái nữa đấy là retrospective, đó là cái buổi mà mình sẽ ngồi lại với cả team á. Chị có đưa lên đây mà theo nó bị mic cái hiệu ứng, nó không có lên được. Cái buổi retrospective có nghĩa là sau một cái screen mà mình xong đúng không, thì cả team mình sẽ cùng ngồi lại với nhau để nhận xét được rằng là mình đã làm cái gì tốt, cái gì chưa tốt, cái gì cần improve, cái gì là những cái lesson learned ha, cái gì là những cái mà mình cần phải phát huy đó, mà mình sẽ nhìn được rằng là mình sẽ ngồi đánh giá với nhau là trong cái screen này mình làm được bao nhiêu point đó, và cái velocity của team như thế nó ổn hay chưa, mỗi developer thì người ta sẽ trung bình người ta sẽ làm được bao nhiêu point để mà mình có kế hoạch tăng cái số lượng point mà mình làm được ở trong mỗi screen lên dần dần ha, lên dần dần. Đấy là buổi retrospective. Cái buổi retrospective thường là nó sẽ thực hiện trước screen planning ha. Nó cứ cùng là một cái buổi đó, nhưng mà nó sẽ làm xong cái đó rồi mình sẽ đi screen planning ha, và nó cũng có thể linh hoạt. Ok. Tại nhà mình ơi, có ai hỏi gì về cái đó không cả nhà ơi? Alo. Alo cả nhà, còn nghe không cả nhà ơi? Dạ được ạ. Ok ha. Ok, cảm ơn Thắm, cảm ơn Phúc. Mọi người có câu hỏi gì mà mọi người muốn thì mọi người cứ nói lên nha. Rồi, đây là mô hình Scrum. Đó, thì chị sẽ nói cái này. Mọi người, nếu mọi người đọc quyển Agile Testing ấy, thì mọi người cũng thấy được cái này luôn. Đó. Thì ở đây là gì? Từ những cái thực tế, từ những cái nhìn thực tế, từ cái mong muốn thực tế thì BA team sẽ tạo ra cái user story. Và khi tạo ra user story này thì người ta sẽ chưa đưa vào screen để cho mình làm đâu nha. Và người ta sẽ để là ở product backlog, là cái danh sách các tính năng sản phẩm của mình á, sẽ để ở đấy, được chưa? Sau khi ở cái product backlog này có một list cái danh sách rồi đúng không? Thì người ta cần phải biết rằng là lựa chọn ra cái gì làm trước, cái gì làm sau, được chưa? Thì ở lúc đó người ta gì? Select the product backlog. Người ta bắt đầu lựa chọn là mình nên làm cái gì, mình nên làm cái gì sau. Rồi sau đó người ta mới lựa chọn xong rồi thì người ta mới kéo cái này vào sprint backlog. Ok chưa? Sprint backlog là cái mà mình sẽ làm trong sprint 2 tuần ngay đó. Được chưa? Sau khi mà mình kéo vào rồi á thì mình sẽ tiến hành cái sprint này. Đó, từ 2 đến 4 tuần tùy vào công ty. Và trong cái việc tiến hành sprint này của mình thì mình sẽ gì? Mình sẽ có các cái daily meeting, daily scrum này. Ok chưa? Và ở đây nó có cái gì? Chị ơi, hình như chị chưa chia sẻ màn hình đâu chị. Ồ, chị chưa chia sẻ hả? Vâng, từ nãy giờ toàn thấy một mình chị mà. Được rồi, chị mình chỉ nói mà. Ôi, sao không nói vậy? Sorry. Chị bảo là cái màn hình nó bị làm sao ấy, xong rồi tưởng là không chia sẻ nữa, chị nói cháy. Ôi, sorry.
Vậy hả? Ok, sorry nha. Nhưng mà có cách nào để nó rộng ra được tí không nhỉ? Ơi, em nhìn thấy chưa? Rồi. Đặc biệt Tại mỗi khi chị nằm trên cái này nó hay những cái mấy cái chương trình kiểu test cây ấy, hay bị kiểu như là nhỏ chữ mà không nhìn thấy, chị giảm thế này nó hay bị cái như này, em bảo chị cho to ra một tí. nhưng bây thấy to chưa? Ok rồi. Ok rồi nha. Ok, vậy vậy thì chị sẽ xem lại cái này. Ok, Ira Manifesto là mọi người vừa lấy có thấy không? Có thấy được cái gì rồi, rồi ok. Vừa Không vừa thấy, vừa lấy là không thấy gì đâu chị ạ. Cứ là từ nãy giờ chỉ nhìn thấy chị thôi. Ok, không sao. Bây giờ chị sẽ chia sẻ lại cái slide để mọi người nhìn nha. Có gì cứ ray lên nha, để chị chỉnh sửa nha, sorry. Rồi, cái này là về Agile Testing là slide đầu tiên này. Slide thứ hai là mình sẽ introduce, là mình sẽ giới thiệu về cái Agile ha. Cái thứ ba của mình là mình sẽ nói về các cái nội dung hôm nay, là mình nói về Agile Manifesto này, rồi mình sẽ nói về cái mô hình xử lý Scrum ha. Trong cái này thì mình sẽ nói luôn về các cái mục mà chị đã nói với mọi người trên cái group á. Rồi, tiếp theo là đến cái màn hình này. Màn hình này là cái buổi này, cái buổi grooming này, cái buổi sprint planning này, và cái buổi gì daily scrum, và giống như chị nói, và có thêm một cái số 4 ở đây là retrospective ha. Rồi, ở cái này là mô hình scrum này, nó lại mô hình scrum nha. Đầu tiên này là mình có những cái mong muốn, cái yêu cầu, những cái nhìn từ cái thực tế đó, và người ta yêu cầu mình cần phải xây dựng một cái project, một phần mềm, được chưa? Thì đội BA ấy, người ta sẽ viết cái user story dựa trên những cái mà khách hàng cung cấp á. Đó, người ta viết user story trong rồi thì người ta sẽ để trong gì, product backlog, là cái mà khi mà mọi người xài trên Jira thì mọi người sẽ thấy ha. Ở cái phần product backlog là những cái tính năng, những cái sản như là những cái user story mà mình cần phải làm cho cái dự án của mình ha. Mặc dù là nó chưa đầy đủ đâu, nhưng mà nó sẽ thêm dần những cái gì mong muốn, nó sẽ thêm thôi. Rồi, trong cái này thì là gì, BA team á, người ta sẽ gì tự chọn selected các cái product backlog để người ta gì, để người ta mong muốn là cái team mình nên làm theo cái thứ tự này, nên làm theo cái gì trước, cái gì sau. Rồi sau đó người ta sẽ gì kéo vào cái sprint backlog, là cái sprint mà mình sẽ thực hiện trong 2 đến 4 tuần đó. Đó là mình người ta kéo vô xong rồi thì người ta sẽ bắt đầu gì báo với team mình là có một buổi grooming này để nói về các tính năng, cái mục tiêu của sprint này là cái gì. Ok chưa? Rồi sau đó thì cái sprint của mình sẽ được start, sẽ được bắt đầu, và bắt đầu thì hàng ngày mình sẽ thực hiện gì, các cái buổi daily scrum. Rồi trong ấy á, trong cái sprint này thì mình cũng có thể là triển khai các cái function mới ha, a new function. Mình có thể triển khai các function mới, và mình cũng có thể là enhance các cái chức năng mà mình đã làm rồi ha. Rồi sau khi mà mình thực hiện cái sprint này xong rồi á, thì mình sẽ có cái buổi là review sprint này. Đó là mình nhìn lại các cái mà mình đã làm trong sprint á. Đó, và mình sẽ tiến hành review lại ở trong cái buổi retrospective, là các cái thành viên trong team mình sẽ ngồi lại với nhau, mình nhìn và mình sẽ nói rằng là trong sprint này mình làm được bao nhiêu mô hình này, rồi mình có cái gì tốt, cái gì chưa tốt, cái gì cần phát huy, cái gì cần cải thiện. Ok chưa? Đó là cái thực tế mà mọi người sẽ làm đó. Ok chưa? Còn cái daily scrum này thì vừa nãy chị nói rồi, nó là gì? Nó trả lời câu hỏi là ngày hôm qua bạn làm cái gì, ngày hôm nay bạn làm cái gì, và bạn có gặp vấn đề gì không, bạn có issue gì không. Đó là cái buổi daily scrum này. Ok không? Mọi người nắm cái này là cái mà triển khai ở nhiều công ty ha. Nó có mô hình khác nữa, nhưng mô hình khác ít hơn mà chị chưa có nói. Rồi, và ở trong Agile này nó có một nguyên tắc, đó là nguyên tắc pull thay vì nguyên tắc push ha. Có nghĩa là gì? Ở trong này này, mình đã có tất cả các tính năng sản phẩm của mình rồi. Đó, và mình lên kế hoạch cho cái việc triển khai này ha. Thay vì gì? Mình sẽ bị người khách đẩy cho mình rất là nhiều task đó, thì trong cái sprint này đôi khi khi mà mình làm xong rồi á, mình làm xong sớm ha, mình nhận xong số, ví dụ như 2 đến 4 tuần đúng không, mình chỉ cho là 2 tuần đi ha, nhưng mà đến ngày thứ ba của tuần thứ hai thôi thì cả team đã xong hết task rồi, thì mình sẽ pull, là mình sẽ kéo cái task ở trong một backlog lên để làm tiếp, thay vì là mình bị boost, là mình bị ép ép ha, thì mình có một cái kế hoạch rõ ràng và mình xong thì mình sẽ kéo lên. Đó là nguyên tắc pull thay vì boost ha. Ok, và buổi hôm nay chị chia sẻ đến đấy thôi. Cả nhà có câu hỏi gì không? Alo alo. Không gì ạ. Ừ,
Nhưng mà mọi người thấy hôm cái buổi hôm nay mọi người thấy có được cái gì cho mọi người không? Có thể cho chị cái comment, cái feedback được không? Alo, alo, mọi người có thấy 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 cái gì được từ dự án thực tế không? Bởi vì thực ra là chị bật hơi tối bởi vì mọi người giờ trưa mọi người ngủ quá, cho nên chị không có bật đèn, bật đèn ha, mọi người thông cảm. Alo, mọi người có hỏi gì không? Nếu không hỏi thì mình sẽ kết thúc ở đây. Còn mọi người còn cái câu hỏi gì thì mọi người sẽ chat lên nút nha. Nhưng mà mọi người có thấy rằng là cái buổi chia sẻ này có ok không á? Alo Thắm ơi Thắm, chị là người thích nghe feedback của em nè. Dạ em thấy là phần tờ dài rất là ok chị ạ, nhưng mà có Ừ. cái lúc mà chị bảo là chị nên muộn đấy, thế là em cứ ngồi em chờ, là chắc là chị nên muộn ý là phải qua 1 giờ ấy, thế là em cứ ngồi. Chị bảo chị chat lên group á, xong là thấy các bạn vô thì là chị quên luôn. Là em cứ ngồi chờ đến em mới nhớ ra mà chứ rồi có khả năng là mọi người đang vào hết rồi không thấy ý kiến gì, thế em lúc đấy mới lò dò vào. Nhưng mà thấy đợt sau này cũng khá là ok chị, bởi vì là khi mà đọc cái biển foundation của ESTQB thì nó kiểu cái agile này, kiểu nếu mà ai mà không không nắm được cái sprint với scrum thì nó rất là hoang mang, không biết là cái lộ trình đấy như thế nào. Hôm nay thấy dễ hiểu hơn. Cái Kanban á thì Điền con hỏi á, thì chị nói là cái Kanban nó ít xài lắm, bởi vì sao, khi mà cái Kanban nó giống như kiểu là khi mà cái dự án mình chững rồi á, dự án nó chững lại á, có nghĩa là khách hàng bây giờ đã nhận được phần mềm gì đấy và người ta hiện tại bây giờ chưa muốn update gì hết, mà cái dự án đề, nó ít á, nó ít á, thì mình sẽ không tổ chức theo hàng tuần nữa, mà mình cứ để một cái hàng dài như này đó, là có cái nào mà mình đẩy lên mình làm đấy đó đó, mình sẽ không thì giống như là nó sẽ không triển khai theo đường như bình thường nữa, bởi vì cái số lượng user story nó ít, là lúc này nó ít rồi. Hạn thì mình xài Canva, và cái Canva này nếu mà được thì mọi người có thể đọc thêm trong cái quyển IT của BI Guide, cái quyển này chị thấy khá là hay nhá. Với cái chị đánh giá là nó rất là thực tế luôn, nó rất là thực tế ha. Ok vậy bây giờ chị đi ăn cơm ấy, có gì Chị buổi Linh à, ơi hôm trước chị có bảo em ở lại à ừ nhỉ. Ok, bye bye cả nhà. mình ở đây luôn hay là qua Zalo Facebook gì chị? Ừ, nhưng mà bây giờ chị thấy hơi trễ rồi, chị ăn cơm không kịp. Đến giờ Cưới chị có đi ăn gì, đi. có gì chị đi ăn Ôi. xong là buổi hôm tới hoặc lúc nào chị hẹn em sau nhé, hôm nay hơi trễ rồi nè.